Hi, hello. Xin chào cả nhà. Gọi là for Weihnachten. Hôm nay là ngày 24 đây. Giáng sinh bên này thì người ta cũng cứ đón giống như người ta coi ngày này nó giống như ngày Tết ở Việt Nam ấy. 3 ngày Tết đây. Nay gia đình thì sum vầy cũng đủ tiêu chuẩn, vậy là 5 người. Đấy, cho nên là ăn Tết chung ở đây là bữa trưa cả nhà. Bữa trưa thì đơn giản là giống như bữa trưa đón Tết nhà mình đây là có bát canh miến này. Xôi này, Thanh Hà đồ xôi 3 màu này, có xôi đậu này, xôi đỗ lạc này và xôi trắng này. Ngoài ra thì có gà luộc này, giò này, có giò bì này, giò xào này. À, kết hợp coi như là bữa ăn thì có thêm gọi như là xoài xay xanh tố. Nay không phải nước cam cả nhà nhá, nay là nước xoài xay xanh tố. Ok, giới thiệu với cả nhà chúc đỉnh là bữa trưa của gia đình hay như là ngày Weihnacht, ngày Giáng sinh. Một lần nữa thì thêm cái là for Weihnacht nên là toàn thể bà con nha. Xong ngày chiều Thanh lại giới thiệu thêm các bạn nữa nha. Ok. Hi, hello, xin chào cả nhà. Hôm nay gia đình nhà Thanh Hà xin chào cả nhà Facebook, cả nhà coi như là YouTube, coi như là for Weihnacht, Giáng sinh cả nhà vui vẻ nha. À, cái bữa buổi tối 24 ở bên này nó giống như kiểu đêm 30 Tết ở Việt Nam á. Thế ở nhà các bạn này bên Giáng sinh thì chắc cũng giống như thế. Thì chứ cái ngày một Tết ở bên này thì lại không quan tâm, không ai quan tâm nữa. Thế là nay gia đình tổ chức như thường lệ ăn bữa trưa thì bữa tối. Bữa tối thì thay đổi món, hôm nay là có một cái idea của con gái là ăn đồ nướng của Đức này, gọi là rắc nếp. Cũng đơn giản là tôm tôm và cá các bạn. Tôm cá thịt tôm cá bê hồi b và bánh mì kê giờ. Bữa ăn hôm nay thì phô gia mai đình này cũng là đầy đủ tiêu chuẩn, với nhà 5 người, với nhà nước Đức đề ra. đấy. Mình rất là may mắn các bạn ạ, mình ở đây có một mình thôi, thế là cô Thanh Tiêu Hà chuẩn mới là rủ 5 xuống. người. Gia đình hôm nay có thêm thành viên, có thêm khách nữa, cũng như vẫn đủ tiêu chuẩn 25 người, là có coi như là Hôm nay gia đoàn du học không có ai rủ đi Giáng sinh, may mà có cô Thanh Hà bảo là xuống đây cô mời, thế là mình xuống luôn. có trang đoàn du học Đức tới ăn Giáng sinh cùng gia đình. À, bây giờ coi như là cũng mời các bạn cùng coi như là Mời cả nhà đi nhá. với cả nhà nhé. Mời cả nhà YouTube. Chúc Đây là một loại rượu rất đặc biệt của Đức, gọi là Glühwein. Rượu này chỉ có mỗi uống Giáng sinh. Rượu này khi uống thì phải đun nóng. đúng Và rồi, rượu này có mùi khói quế đàn này, nhìn rất là khói thơm. đang bay lên này. Chúc cả nhà coi như là một Giáng sinh cũng như là một năm coi như là đầy hạnh phúc và gia đình coi như là ấm cúng an lành. Okay, chúc cả nhà Cảm ơn Giáng các sinh an bạn, lành, ấm áp hạnh phúc. Đây cảm ơn là các bạn rượu đã rất quay video của Thanh Hà nhá. Một nhẹ. năm coi như là đã trôi qua, cảm ơn các bạn rất nhiều coi như là Một ủng năm. hộ Thanh Hà một cách gọi là chân tình. Xin chân thành cảm ơn. Rượu. Rượu. Dân anh hát cũng được đúng không? Ờ nhớ. Một tô ngon lắm. Vân này có cái nhà cho sao đã YouTube rồi. Hả? Đấy các bạn thấy đây là mấy bạn đang em còn đăng ký mà. Cá này. Xong rồi thịt bê này. Đấy, cá hồi nhá. À mẹ bạn em đăng ký à? Cá hồi này, thịt bê này. Xong rồi mình bỏ làm đăng ký cá chị em. Tím này. Bỏ đăng ký chị đi. Còn dưới đây là bánh mì đấy các bạn này. Không ơi, không nhìn đấy, được bánh đâu. Mì nướng với lại phô mai này. Đấy, rút ra. Rút để bên đấy ra thì có lẽ là nó nhìn nó rõ hơn, đưa thẳng cái đơn đấy. Đấy. Dạ. Đấy, đẹp lắm. Bánh mì phô mai nướng ăn thích lắm các bạn. Nên là cứ nướng từ từ ăn vậy lai dai, bữa ăn có thể kéo dài tới 2 tiếng là ok rồi, không cần phải vội gì. Chứ nếu đồ ăn nóng thì ăn đến đâu mình nướng đến đấy các bạn ha. Cô cho đấy. Còn mình nướng ở đây. Đấy, cứ lấy ra xong lại nướng vào đây này. Đấy. Đấy, xong ngoài đây này còn lấy gì đấy, cà chua này. Cà chua cũng xiên với lại phô mai đúng không? Đúng rồi, phô mai. Ờ, đây à? Ừ. Một cái như thế này này. Đấy. Cà chua nướng lại xiên phô mai. Nó chảy. Ừ, nhiều lúc quá không? Có một cái thịt bò đấy, không gặp được. Thịt bò được lợi, nó khô. Ừ. Vào đây. Con ăn một bánh thôi. Mời các bạn cùng thưởng thức bữa tối nhiều lúc Giáng sinh với lại gia đình nhá. Một cách.
rất đơn giản mà ấm cúng các bạn ạ. Mỗi năm mà những cái ngày này nhà Thanh Hà có lẽ là không dưới 30 người lớn nhỏ. Đừng đưa đĩa lên đừng để. Cháu gọi bà trẻ cũng cỡ tầm 10 đứa. Nhưng mà năm nay thì thôi xin phép và xin lỗi các cháu luôn vì là giãn cách xã hội. Giãn cách xã hội thế là cũng không thể nào gặp nhau được nữa. Gia đình là coi như là cứ gia đình nào thì là tự gọi là xung vầy với gia đình nhà đấy thôi. Bao giờ mà hết cách ly thì là hết giãn cách thì ta lại gặp nhau. May đâu biết Tết âm lịch thì là có được lại không. Thì Tết âm lịch ở bên này là khi đúng vào cái ngày Tết âm lịch như với các bạn ở Việt Nam thì có lẽ không biết nào, vẫn phải đi làm bình thường các bạn. Nắng hôm đúng là lúc giao thừa. Đang thì đúng cái đà làm là làm bằng chết luôn đấy. Không có anh chọn đồ. Được, sao nó lại bắt đầu rồi? Đầu ấy. Hiện đại lắm em ạ. Nó bắt đầu. À, đợt vàng nó bắt đầu. Chỉ đang còn tí nhé. Hả? Chỉ đang còn tí nhé. Chứ gì nó cũng thích thôi. Mình đi làm cái Tết của mình. Đấy cứ ăn này dài thế này. Năm rồi mới được. Vẫn anh cái này được rồi. Chị đây đi, chị đây đi. Chị vừa ăn rồi. Tối, những tối như thế này thì uống cái vài đúng không? Green Vine. Uống cái Green Vine này. Đúng rồi, thế là cứ tối này là uống cái Green Vine này các bạn. Uống nó hơi ngọt ngọt ngọt, nó dễ chịu lắm nhưng mà cũng có độ lồng nên đừng đùa nhá. Cái chương trình buổi tối 24 này là ăn xong xong bắt đầu là tiết mục là bóc quà. Đấy, rồi. Đấy, cứ bánh mì đi các bạn. Đấy, cứ lấy ra đây này, rất là vàng và ngon này. Cái bánh mì thoát brot ấy, với lại kê giờ. Kê giờ này là cái loại không phải kê giờ thường đúng không? Kê giờ, cái gì? Nó là kê giờ rắc nét luôn, để cho lướng ấy. Kê giờ thường mà cho vào đây thì lắm đen xì không ăn được. Vào đây không? Kê giờ để đặt lên bánh mì, rau củ quả lại loại nó là nó đề chữ rắc nét luôn, nó là cái đây loại kia giờ để nướng. Ăn tôm cái này thì nó đỡ ngán, ăn cá thì bạn chứ nếu ăn thịt không thì bây giờ ăn một lúc là cũng sợ không ăn nổi. Tôm là mình nghĩ ở bên châu Âu rồi bên tất cả các nước như tầm này là nếu trùng giờ như này, tầm giờ này có lẽ là nhà nhà đều phải là ngồi ăn uống gia đình. Đấy, ăn uống xong rồi là chốc nữa là chuyển thế tới tiết mục gọi là bóc quà. Cái gì ngon không? Cái rượu lùi vài nó uống kiểu như nước ngọt ấy. Thế mình cứ càng uống càng thấy uống, đúng không? Đúng không? Uống cũng thấy là như là mặt đỏ chưa? Còn đánh phấn không? Mặt đỏ có chưa? 10 độ thôi. Vẫn còn nhẹ hơn cái rượu vang bình thường. Vang bình thường có 13 độ này. Rượu vang 13 độ, 12 độ rưỡi. Này nó ngọt hơn. Ừ, cái này ngọt mà kiểu nó uống giống như nước ngọt đấy đúng không? Ừ. Còn mềm chứ. Còn nhà chị nó biết tưởng, nó tưởng chị không uống rượu. Nó mua chị Kinder Bunch. Thế mình mà, sao mày tốt thế? Nó bảo, tao mời mày rượu chẳng bắt đầu uống. Tao phải mua cho mày Kinder Bunch, sợ mày không biết gì uống. Mày đều thế. Thật tốt nó vậy. Đúng rồi, nó quan tâm hết gì nữa. Thế là nó nhìn sâu ấy, cũng không phải là ấy đâu. Thế mà tối hôm qua uống. Mà không thì bảo nó đoán. Nó bảo mẹ Tuần gần lai. Làm sao mà nó lại nghĩ chị lai được chứ. Nếu mà chị thịt bê ăn nó mềm ngon lắm các bạn. Nhưng mà sao cái này nó vừa lúc tới này. Đi rồi. Đó, vừa một vài giây tờ nhé. Cây hàng năm đây, nhìn này, năm nay quà là ít người ít quà hơn. Bây giờ là Thanh Hà, cái cô Thanh làm cái chân vậy là phát quà. Đây là quà của Vân Anh tặng chị Trang Đoàn du học Đức. Đấy. Cảm ơn Vân Anh nhé. Trang Đoàn du học Đức này. Đấy. Đấy, xong lại Vân Anh tặng chị Huyện.
Có chữ sao đọc vậy? Đây, Vân Anh tặng mama. À, đấy, Vân Anh tặng mama. Giờ đọc nhá. Vân Anh tặng lại coi như là của trang đoàn nắm quà thế. Nắm quà vậy? Đoàn du học Đức. Chắc là muốn nghiên cứu, chắc muốn giao lưu phát triển kênh ấy. Kênh chị chưa BKT đâu. Chắc cái này muốn nâng chị nâng đây của ba ba. Mới gặp có mấy lần mà tặng ác thế. Cái này là hôm nọ chị Thái gửi lên là chị Thái không phải là du học Đức đâu. Gửi cho Duy Anh. Du học Việt Nam. Còn cái này của chị Tuyết này. Thế Vân Anh sẽ mở cái của chị Tuyết này đặc biệt này. Quay tay em thôi. Này Vân Anh mở quà chị Tuyết là cái gì trong bí mật thì chị gửi thư từ đi. Một tí về phòng mở theo sau. Ừ. Hôm nay ơi giời ơi sao mà nhiều quà thế. Cái này của Thắm Huyền. Đến đâu? Rất cảm ơn. Dạ. Cái này ai tặng Huyền này? Kì, hứa bẩn ạ. Đây tiếng ai tặng Huyền? Thank you. Đây của ai đây? Hứa bẩn cổ hôn. Nghỉ lắm. Đây của cô Thanh hả? Đây của cô Thanh nữa này. Vâng ạ, đây Huyền tặng cô Thanh. Cô Thanh. Đây của anh Duy. Duy có quà rồi lắm quà thế. Này của anh Duy, cái này của Huyền tặng Duy anh Phú. Này của Vân Anh tặng bố này, bây giờ được phong bì sớm thế. Ôi, kinh nhỉ, bố lắm. Bố lắm con gái đi thực tập có khác. Vân Anh tặng bố phong bì này. Và con gái đi thực tập có khác tặng phong bì. Vân Anh tặng Duy Anh này. Wow. Vân Anh năm nay đầu cuối bếp nhỉ. Vân Anh năm nay đầu cuối thế. À còn cái nhỏ nhỏ này, đọc tên nhá, chị Thái cho Vân Anh. Wow, kinh. Nhỏ mà giá trị cao. Đây là chị Thái tặng Vân Anh nữa này. Ôi chị Thái tặng Vân Anh hai quà cả. Đây là Vân Anh tặng mama. Ôi giời, mama được hai lần. Đâu, cái này cái kia dưới kia cũng của chị Thái mà. Vân Anh tặng mama. Tặng một cái là sinh nhật, một cái thì là ok, sinh nhật lâu rồi mà. To nhất này. Ôi giời ơi. Sao nặng quá. Cái quá đây, cả nhà nhìn quá đây. Duy Anh tặng Vân Anh. Duy Anh tặng Vân em. Wow. Đấy. Nhất này, nhất em anh hai anh cả tặng nhất anh hai, nhất anh hai có ai bê đấy lộ diện tí không, anh hai tặng cô em út. Vâng, yeah. Anh cảm ơn ôm hôn anh cái. Đẹp quá. Còn đây này cháu Hiền tặng Thu Ngọc. Thắng thế nhỉ. Sướng thế. Sướng vậy gì nữa. Người được đóng quà thế. Cái gì cũng nóng này được lấy cả ra lấy cả nhà nhìn thấy phân quà cũng mệt. Đây là cái này là Huyền cho Huyền cho bên anh. Huyền tặng Vân Anh. Này là Huyền tặng Vân Anh. Bây giờ không lộ diện thì không được nhận đấy. Thôi, Vân Anh không nhận nữa. Đưa lại. Ừ, cái này của ai đây? Cái này là của Duy Anh. Đây là trang đoàn du học Đức. Nhưng mà hôm nay không có thời gian bọc quà các bạn ạ. Tặng Duy Anh. Xấu hổ quá. Để cho nó người thật việc thần. Em xin. Cái này của ai? Của Vân Anh. Của Vân Anh. Này chị Huyền à? Dạ. Yeah. Bà đưa bà. Bà Hà Di Đáp nha. Xịn đấy, xịn sói. Vân Anh, Vân Anh chị trang đoàn du học Đức tặng Thống Huyền. Cảm ơn trang đoàn du học Đức nhá. Không có chi. Video này quan trọng lắm này. Cái này của Duy Anh, mama mua tặng Duy Anh. Ôi Duy Anh, ông bây giờ vẫn có mama tặng quà cả. Sướng thế. Sướng vậy. Ông ngọc quà. Cái này của chị trang đoàn du học Đức. Ôi bây giờ cháu tặng. Cháu vẫn có quà cả. Có chứ. Ôi cảm ơn nha, kinh cháu tưởng chị quà. Của ai nữa này, của Vân Anh nữa. À Vân Anh. Đấy. Với cái phong bì của Vân Anh bì bóc rồi. Bì bóc rồi. Vân Anh xin. Vân Anh ma mở phong bì là cái gì của mẹ hay của ai? Ê mama mua cho Vân Anh. À, con xin. Tặng Vân Anh. Phong bì với quả. Đấy cây thông trống rồi các bạn ạ. Vân phạt ác phết. Bì tặng gốc rồi. Ông đây là ông già Noel. Nhân dịp cái Giáng sinh. À đâu đâu còn nữa, còn nữa. Còn. Đây còn nữa. Cái vụ quan trọng. Cái này nữa mama tặng Vân Anh của Amazon, nó gửi nó bảo không được bắt cái vỏ này ra thì nó bảo original Amazon phải giữ. Đấy, còn lại là Vibrat xung ở trong. Amazon nó tặng. Thế còn đây thùng quà này nữa cũng trời ơi. Một năm cô Thanh mua nhiều quà Amazon đến cuối năm mà tặng cho cô con gái món quà. Dạ, thùng này là thùng bất ngờ còn bí mật này. Bí mật của thùng hàng surprise từ, surprise. Từ Minh Chen này, từ Bayern gửi tới này. Bora sùng. Yeah. Wow. Thế là cái gì nha cô Thanh, chưa mở đâu cô Thanh, biết này của cháu gái Hồng Vũ. Cái này là của cô Vân Anh. Vân Anh. Trời ơi, bê lặng quá thì thôi nhiều cái khác bê đi con. Có cho quay không này? Có.
Cái này là phía chú Duy Anh. Wow. Rồi, chú Duy Anh. Duy Anh thích thế. Thích thế. Sướng còn thế. Này của hai ông bà, coi như cô Thanh và chú Ngọc. Đấy. Wow, đã chưa? Đây quả. Đấy. Thế cảm ơn, qua đây cảm ơn hai cháu, Hồng Dân nhá. Từ Minh Trèn. Cô Thanh bóc luôn xem là cháu của cô Thanh bóc luôn. Bóc một gói quà nhỉ? Bóc luôn, luôn và ngay. Discover what is inside. Hy vọng là thích. Nào. Khám phá xem cái gì bên trong. Khám phá xem cái gì nào. Tôi vẫn bọc ấy, bọc tiền. Tiền không bình. Ai nhiều khi làm bất ngờ ấy hả? Wow. Wow. Máy khoan. Cái gì đây? Cái gì ấy? Hai ông bà chung gì này. Chồng như vali tiền cho bỏ cô ấy đây còn. Cái này đi đâu, nó đi đâu bỏ một cặp này mà xách đi hơi bị gì đấy. Ác đấy, này phải đánh wow. Loto nhiều vào. Cái máy massage. Máy như kiểu là chung. Cái gì đây nhỉ? Máy đấm à? Cái này là đấm. Đúng rồi, máy máy đấm đấm lưng. Đúng rồi, máy massage. Máy đấm lưng rộng vai. Ác phết nhỉ. Wow, máy rất là ác. Hiện đại thôi, cái này tí xem cảm sau. Cảm ơn bây giờ xem sau nhé. Cảm ơn hai cháu lại cứ tưởng cái vali, cháu lại cứ tưởng là tận cái vali tiền. Đúng không? Cái này ai biết được đúng không? Đây này, nhìn như cát táp còn gì nữa. Ok này. Mọi người nhìn có giống cái cát táp không? Đây còn có cả cái này nữa. Đây đây. Ác phết. Đấy mọi người ơi. Ăn gì đúng không con nhỉ? Nhà cô Thanh Hòa hôm nay ăn uống hành tráng, sau đó bóc quà, tặng quà. Đây là thay mặt thì Thanh Hà bóc quà của Thanh Hà, mọi người coi chúc đi nhá. Cái coi hết cả nhà bóc thì lâu quá. Gái tặng gì đây? Cái này thì chỉ là quà Giáng sinh. Quà này quà Giáng sinh. Mà mẹ phải mở đây. Thay mở ngược à? Ví, ví dỗ. Xem nhé có chúc gì đặc biệt không nào. Ngày mua wow. Wow. Kinh này. Cô con gái vườn, vườn nhà. Nhà thiếu dấu huyền à, con cháu con gái làm lịch tặng mẹ này cả nhà này năm 2021 này đưa dấu huyền chữ nhà nhưng mà mẹ em tải lên như vậy mà nhưng mà sai như vậy mẹ em cũng tải sai mẹ rồi. Tải sai mẹ ô thu hoạch kinh wow, kinh thu hoạch cô con gái chắc xem cả nhà có biết không coi như đây cũng là một cái YouTube của mama tất cả các cái video, cái video à, ra tất cả video là đưa cái mình cái mình phải scan cái này với cái điện thoại á thì mẹ vào cái video này luôn. Wow. Oh. Cả nhà nghe không, nếu mà scan cái này thì sẽ vào được YouTube luôn. Wow, cái này bán được cái nhà gỏi gà. À, à video nào cũng đưa ảnh thumbnail. Wow. Quả chả quế chả nem chua này. Nem chua hiện đại. Nếu mà scan vào cái này thì sẽ ra YouTube hiện đại không cả nhà, thế này mà chăm đấu giá được nhỉ. Wow, cả nhà ăn hôm bữa lẩu đấy đúng không? Lẩu. Mẹ từ ngược bên xuôi, hay treo từ mặt này hả con? Hay thế. Thế có hai. Wow, quả này là làm giò lụa. Giò lụa thực. Wow, đúng 12 món kìa. Đúng 12 món. Oh, quả này là cốp lens. Bao nhiêu scan nó ra hết hay đến thăm nhà ha. Ide hay ha. Hay, quá hay đó. Wow, quả xôi ngô này. Cảm ơn cả nhà đã coi video của Thanh Hà. Wow. Thế cả nhà ngồi chờ con gái thì làm lịch cái như là tặng bố mẹ cá đó thu. Như là hai món cá thu, món ăn mì ý sốt cá thu. Nghĩa là cái trên cái video mà cái video đó đề cái gì thì con gái mùa thu ghi ra cái đó. Mùa thu đúng, đợi hay mùa tháng thu. Tháng 10. Tình đấy. Cảm phết nhỉ. Đúng tháng 10 đó mùa thu. Ai mà lấy được cô con gái này sướng lắm ấy. Và mẹ chồng á, quả này mình đến thăm nhà. Đúng tháng 10, đúng tháng này Noel này. Đúng tháng 11 có coi như là Thanh Hà cuộc sống Đức với lại trang đoàn du học Đức này. Wow. Giáng sinh. Đúng rồi, Giáng sinh. Weihnachten. Hết rồi con. Rồi cháu. Mẹ cũng không bắt đầu, mẹ cũng quên. Sao con? Thiếu gì nữa? 12 tháng thôi. Ừ. 12 tháng, 12, 12 bức, 12 video. À, sau này mình sẽ dùng cái này làm lịch để mình xem ngày. Thì mỗi một ngày lịch sẽ là một cái video, hiểu chưa? Chỉ có mà, em làm lịch mà. Đây là biết này, sẽ em tặng lịch mà. Này mà cô nào mà bà mẹ chồng nào vỡ được là tâm lý này, sướng luôn. Thế mà đang ế đấy, đúng không? Ế, sắc ế mới có 20 tuổi, ế gì? Ok, cảm ơn con gái rượu của mẹ. Này, cái gì đây? Này thì là sinh nhật.
À, để có hai quà riêng nữa. Cái này con lần trước quên. Váy à? Không biết. Chắc váy mùa hè. À, nhà có đứa con gái học về tâm lý các bác ạ. À, có kèm là rất kể, tâm lý. Có cần mẹ kể câu chuyện là em học xong nữa không? Wow, gì đây? Chuyện này. Váy à? Váy. Váy này mặc thu cũng đẹp mà mùa xuân cũng đẹp. Em váy học mặc mùa thu thôi, mùa hè thôi chứ. À, sang năm ra dạo vườn. Dạo vườn thì cảm thấy các bác nha. Ok. Cảm ơn nhà, đây còn một túi nữa của cháu gái. Áo à? Gì á? Cái này có vỏ được. Chị làm cái gì đấy? Ờ, chị làm từ đấy chị nhớ sẽ tự chặt thôi. Thế cô cứ lấy kiểu này. À ơi, coi như là chỉ đại diện coi như là phần quà của mama đây. Đây là các con với cháu coi như là về tặng đây. Hôm nay là hiếm muộn người gì. Thế nhưng mà tình cảm thì không biết bao nhiêu cho hết được từ hôm qua đến nay. Người nhà không biết bao nhiêu những lời gọi là tin nhắn gửi đến người là chúc Giáng sinh cô, sinh coi như là chú thím. Một lần nữa coi như là cảm ơn một lần nữa là for gọi là vai nát thì với chúc mừng coi như là đại diện tất cả coi như là và anh chị em coi như xa gần coi như là năm mới coi như là mọi cái như là nhiều sức khỏe an lành gia đình ấm cúng, nhất là những cái dịp gọi là dịch dã bên này như vậy và cộng đồng Việt Nam cũng thế, mọi người luôn giữ sức khỏe. Coi như là video này là video coi như là xin giới thiệu và cũng là chia sẻ coi như là cái đón Tết của gia đình nhà Thanh Hà năm nay ở bên này. Đấy, cảm ơn các bạn đã coi video của Thanh Hà. Xin cảm ơn. Và hẹn gặp lại.